Tiến sĩ Trần Thế Trung đang demo công nghệ mới. Nó chẳng... Chết rồi, vừa click vào đã bị hao ra. Đây rồi. Cái này là do app chứ không phải do sản phẩm của mình đúng không anh? Anh không biết. Đây là cái gì ạ? Anh đang định demo cái gì ạ? Anh đang định demo cái... thuyết minh tự động cho phim. Thuyết minh tự động cho phim. Thế gần như giống như là Google Translate hả anh? Không. Dùng cho bản phim. Anh cứ thuyết minh nha, bạn em nhìn thế này bạn em cũng không rõ là cái app của anh có thể làm được cái gì đâu. Tính năng của cái này đi ạ. Mình xem phim xem hả? Xem biết, mình xem phim thôi. À cứ xem thôi ạ. Cứ xem thôi. Rất tò mò cái sản phẩm của hiện trường. Với điều kiện internet đây đủ nhanh để xem phim. Chắc là đủ nhanh. Có thể khắc phục được hoàn cảnh chứ. Chắc là đủ nhanh. Có thể tua cái phần giới thiệu này không anh? Anh sợ vì internet nó chậm ấy, nên là tua. Thôi tua làm gì, một vài giây thôi. Khi nào có âm, có giọng là nó sẽ dịch ra đúng không? Ừ. Đó hết cỡ rồi. Nhưng mà text thì không nhận dạng được đúng không? Text nó chỉ nhận dạng voice thôi đúng không? Không, cái này là nó tự đọc ra tổng hợp. Tổng hợp nó, một tức là cái giọng người thuyết minh tiếng Việt đấy. Khi mà lời thoại tiếng Anh mình đang nghe không hiểu thì mình có cái giọng thuyết minh tiếng Việt rồi. Ok, để cũng thuyết minh thôi, nhưng mà nó tự đọc thuyết minh. Nó có giống cái phần mềm mà khi mà anh hỏi ngập cái này nó có giống cái phần mềm mà em đấy đấy một thế giới đen tối hoang tàn. Khi nào nó nói nhanh nữa có đoạn nó nhanh hơn một tí. Bây quá trình chiến tranh khổ đau mất mát đấy tự động từ máy tính nó mình nghe nghe xem nó có hiểu cả hai phía. Nghe. Dị nhân và những người có gan giúp họ. Chống lại kẻ thù ta không thể thắng. Đoạn đối thoại là đoạn gấp thì nếu đoạn gấp thì nó sẽ đọc nhanh hơn một tí. Nhưng mà nó đọc liên tục. Tôi không biết là phải chăng định mệnh an bài ta đi lối đó. Đúng rồi, bởi vì nó không có ngắt. Phải chăng định mệnh buộc ta phải diệt vong. Nó có dấu chấm phẩy thì nó cũng ngắt nghỉ thôi, chấm phẩy xuống dòng nó ngắt nghỉ thôi. Hay ta có thể tiến hóa đủ nhanh để thay đổi bản thân, thay đổi định mệnh. Tức là voice to text to voice. Text to voice. Sao lại text to voice? Text ở đây ra. Text không hiện ở đây thôi. Text down trên mạng về. Tức là text có sẵn chứ không phải là... Text có sẵn. Thế thì để text thẳng luôn cho nhanh. Không, đúng rồi, em để hai bản mà. Sao không để luôn cả text ở đây, vừa text cả ấy luôn hả anh? Không để hai bản, một bản chỉ có text, không có giọng. Một bản không có text, chỉ có giọng. Để test thử xem là người dùng xem như nào nhiều hơn. Không, cơ bản ở chỗ là cái text nó đã có sẵn thì em để thẳng lấy luôn. Có phải còn những người không biết đọc hoặc là trẻ con cần xem phim thuyết minh đi anh. Thì em dần giỏi. Người đọc nhiều hơn. Anh tưởng là em capture được cái voice của thằng này. Xong em chuyển sang voice tiếng Việt. Chưa. Ồ, chứ còn text nó có sẵn thì là anh đọc anh tại vì anh không ghét được cái intonation. Cả anh xem phụ đề và anh nghe tiếng Anh thì anh còn thấy lúc nào nó cao giọng, lúc nào nó giọng nó thay đổi. Chứ còn đây nghe nó cứ đều đều. Nhưng mà anh test thì cái nào cao quan tâm hơn? Hiện nay thì mới test được có 3 ngày thôi thì thấy là người ta nghe thuyết minh nhiều hơn là xem phụ đề. Phần lớn là em phải để lâu lâu một tí. Anh đã test xem là cái độc giả đấy có biết đọc hay không? Không biết, mình không biết. Mình test trên số lớn mà, mình sao biết được cụ thể. Nhưng mà cái sản phẩm này tên là gì anh nhỉ? FPT Play của... Sản phẩm tên là FPT Play ấy. Tức là nhúng vào trong FPT Play. Em vào FPT Play thì có những phim nó để là thuyết minh là chính là phim này đúng không? Ừ. Chính là anh này. Cảm ơn anh Trung. Thế cái sản phẩm này bán cho FPT Play hay là đang dùng nhờ của họ? Đã bán biết gì đâu, bọn anh cần làm nghĩ đến tiền đâu mà. Không nghĩ đến tiền. Cảm ơn anh Trung, câu chốt rất hay.